sân tu a se sa tu sam pu te na bu ta ra sa te a ta ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sang te sang Taman cha sanggan cha darena nama mihang nama karanu Pawe nahan tawasa peo patawe aneka Antaraya piwi nasantu ase sato Namo me sabha putta nang upana nang mahesi nang tanang karo mahaviro Metan karo mahayaso saranan karo loka ito di ban karo chutin taro Kundan yo chana pamoko mangalo purisa sapo sumano tiro Revato rati vatano supito gun sampanno ano madasi chanutamo Padumo loka pachoto narado varasarati Pamutaro sattasaro sumeto apati pukalo sujato sabalo kago Piyadasi narasa poatadasi karoniko dhammadasi tamonudo Sitato asamo loketi soja wadadang waropu soja wadadang puto Vipasicha anupamo sikhi sapahito sattha Vesapu sukadaya kokaku santo sattha vahoko nagamano Rananca hoka sapu sirisampanno gotamo sakaya pungavo Tesang sakjena silena kanti metabalena jate bimam Anurakantu arogena sukena jatiyata visati me putta Pureta wasa parami ceta wamarari sangkamang puttatan Samupagamu netena sakya wacena otu me jaya mangkalan Apamado putto apamado dhammo apamado sangko Pamana vantani sarisapani ahi vikika satapati Unnanapi saramu muksike katamiraka katang meparitam Patikamantu putani sohang namo bhagavato Namo satanang samma samputanang Putto susutto karuna mahannavo Yojanta sutta barayana lojano Lokasapapu apakile sakatako Vandami putang ahamatarenatan Sammo padipoviyata sasatuno Yomakapakamatapidapinako Lokutaro yojatadatadipano Vandamitamang ahamatarenatan Sangko suketa payatiketa sanyito Yodita santo sukato nupotako Lola pahino ariyo sumetaso Vandami sangkang ahamatarenatan Ikjevamekantapipujanayakan Vatutayang vandayatapisangkatan Punyang mayayang mamasabupatawa Mahontu vetasapapavasitiya Ittatatagato loke upanno arahan Sammasambutho Thammo jadesito niyaniko upasamiko Parinimpaniko sampotakamisukatapavedito Mayantang thammang sutta vayevang chanam
Beatipituka, Sarapituka, Beatipituka, Maranam Pitukang, Soka Parite, Waduka, Domana, Supaya, Sampiduka, Apiyehi, Sampayoko, Duko, Piyehi, Vipayoko, Duko, Yampi chang na la pa ti tam pi tu khan sang khi te na pan chu pa da na khan tha du ka say ya ti ta ru pu pa da na khan tho ve da nu pa da na khan tho san yu pa da na khan tho sang kha ru pa da na khan tho Vinyanupadanakantho Yesang parinyaya Taramano sopakawa Evang bahulang savake vineti Evang pakajapana sapagavato savake suanusasani Bahulang bawatati Rupang anicjang, Vetana anicjang, Sanya anicjang, Sankara anicjang, Vinyanang anicjang, Rupang anatta, Vetana anatta, Sanya anatta, Sankara anatta, Vinyanang anatta, Sape sankara anicca, sape dhamma anattati, temanyang otinna mahacati yacara maranena, sokehi paritevehi tukehi domana sehi upaya sehi, dukho tinna dukha paretta, Ape vana mimasa kevala sadukha khantasa Antakiriya panyayetati Chira pariniputtam pitang bhagavantang saranang khatta Mancha bhikkhu sanghancha Tassa bhagavato sasanang yathasati Yathaphalam Manasikaro manupati pachama sasano pati pati imasa kevala sadukha khantasa antakiriya yasamvatatu. Yam kinchi vitang itava urang vasake suvayang ratanang panitang nanom Samangati tatagate naidam pipute ratanang panitam Etena sakena zoati otukayang viragang matang panitam Yadachaga sakayamuni samahito natena tamena samadhi kinchi Idam pitamme ratanang panitam Etena sakena suvati otu yambutta seto pariwana yisukin Samadhi manantari kanyamau samadhi na tena samona vichati Idampi thamme ratanang panitang etena sakena suvati otu yepukala Atta satang pasata chata retan yuganunti te dakinaya sukata sasavaka. Ete sunina nima palani dampi sankhela tanang panitam. Ete nasakye nasuvatiyo tu yesu payuta manasadatena. Nikami nogutama sasanamite patipata amatang vigaya. Latamutani punting punjamana idam pisang kelatanang panitang. Ete nasake nasuwati otu waro waranyu warado waraharu anutaro damawarang. Desaji idam piputeratanang panitang.
ê tê na sa chê na su a ti ho tu khi nang pu ra nang na vang na ti sam pa vang vi ra ta chi ta ya ti ke pa va sa ming te khi na pi ya vi ru ne chan da ni ban ti thi ra ya ta yam pa di po i dam pi sang khe la ta nang pa ni tang ê tê na sa chê na su a ti ho tu ya ni ta pu ta ni samagata ni puma ni vaya ni vanta ni ketatagatang deva manu sa puchitang putang namasama suvati ho tuyanita putani samagata ni puma ni vaya ni vanta ni ketatagatang deva manu puchitang dhammang namasama suvati ho tuyanita putani samagata ni Pumani vajani vantali ke tathagatang deva manusa pujitang sangkam namasama suvati hotu. Sirasaming no buddha seto sariputo jadakhine vamang se mokalano purato pitagatayang bajime mama anando Kinasa wajatu disa samanta loka palaja inda dewa sa pramaka ete sang anubhavena sa pepaya upatava anikantaraya pivina santu ase sato yanduni mitangava mangalan jayo jamana posakuna sasado papaga hodu supinanga kantang putta No pavina vina samento jandu nimitang ava mangalan chayo chamanapo sakuna sasado papaga hodu supinang akantang dhamma No pavina vina samento jandu nimitang ava mangalan chayo chamanapo sakuna sasado papaga hodu supinang akantang sangha no pavina vina samento Sakatawa putaratanang osatang utamang waram Itang tewa manusanang putate jena soti nanasang upatawa Sape dukha upasamentu te sakatawa tamaratanang osatang utamang waram Pari lahu pasamanang tamate jena soti nanasang Upatawa sapepaya, upasamentu te sakatawa sankaratanang osata utamang varang. Ahunayang pahunayang sankate jena sotina, nasang upatawa sapiruka upasamentu te. Namo me sapa teva nang sapa garaha cha teva nang suriyan cha pa mum cha tha sasi pumo cha teva nang puto palang bavichati siwo sukaro cha maha palang sapa payang vinasanti sapa dukhang vinasanti sapa rokhang vinasanti lakhanahang vanta Mi sapata sape deva mangala yantu sapata ete na mangala te se na sapaso ti pavantu te yam kincheratanang loke vichati vivitam putoratanang putta samang natita samaso ti pavantu te yam kincheratanang loke vichati vivitam putoratanang Tama samang na tita samaso ti bhavantu te yam kinchi ratanang loke vichati vivitang putu ratanang sangha samang na tita samaso ti bhavantu te imina bunya kamena upachaya gunotara chari yopakaraja mata pita jayata kabiyama Mangsuriyanti marasa kuna vanta narapi cha brahma maraja indra cha tuloka pala cha devata nyamo mita manusa jama satta virika pija sape satta sukhi hontu punyani bhagata ni me sukang jati vitang tintu kipam
pa pe ta vo ma tang i mi na pu nya ka me na i mi na u ti se na cha ki pa hang su la pe che wa ta nu pa ta na se ta na ye san ta ne i na Thammaya wa nipana to ma mang na sang tu sa pa ta ye wa ya ta sa to pa ve. Pa ve u su chi tang sa ti pam ya san le ko vi ri yam hi na ma ra. La pan tu nu ka sang ka tun cha vi ri ye su me pu ta ti pa va ro na to. Thammo na to va ro ta mo na to pa ke ka pu to cha sang ko na to ta ro ma ma. Te so ta ma nu pa ve na ma ro ka sang la pam tu ma ka sat tha. Cha po ma ta de va na ga ma e ti ka bun nhan tang anu mo di tua chi ram ra khan tu sa sa nang. A ka sat tha cha po ma ta de va na ga ma e ti ka bun nhan tang anu mo di tua chi ram ra khan tu de sa nang. A ka sat tha cha po ma ta. Devana gama etika punyantang anumoditva chiram rakantu mangparam. Devo vatsantu kalena satsa sampati hotu cha pito bhavantu loku cha. Racha bhavantu tamiko dukha patta jani dukha baya patta jani baya. Soka patta jani soka hontu sape pipani no eta vata jamei sampatam punya sampatam sape te vanu motantu. Ukasa mayang pante visung visung rakanathaya tisalane nasaha pancha sila niya jama. Dutiyampi mayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya jama. Tatiyampi mayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya jama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phuttaya, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cùng thiền đại đức minh hạnh. Từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hạ Phật tử chúng con, Nam Mô Phuttaya. Dạ con xin được thành kính cùng thiền đại đức minh hạnh ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc ca lăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Bồ Đăng Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm Mận Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ Ti Yam Bi Bồ Đăng Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Bi Thầm Mận Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Bi Sang Khang Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Yam Bi Bồ Đăng Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Thầm Mận Sa Rao Ga Cha Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Sang Khang Sa Rao Ga Cha Mi, con hãy lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phật thân Sa Rao Na Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm Mận Sa Rao Na Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Sa Rao Na Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ Ti Yam Pi Bồ Đăng Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Pi Tham Mang Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Pi Sang Khang Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Yam Pi Bồ Đăng Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta Ti Yam Pi Tham Mang Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta Ti Yam Pi Sang Khang Sa La Nang Kha Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana ca năm paripun năng phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bao nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâ. Ba na ti ba ta vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tranh xa sự sát sanh. A di na đa na Vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha ha cha ra. Vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Mu sa wa da. Vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sú ra mê ra yama chấp ma ma đa tha na. Vê ra ma ni sĩ kha ba đăng ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ dũng rượu và các chất sai. Pa na ti pa ta vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân sanh sát sanh. Anadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni si kha pa đang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma ta tha na ve ra ma ni si kha pa đang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sathukang katwa apadena nicca kalang samharakitabbang. Chỉ thiện tin nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với văn giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dĩ vui. Ma phan te dạ xin vâng.
Sīlena sukatanyanti, sīlena phokasambhadā, sīlena nipatanyanti, tasmā sīlang viso thāyye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nơi chư thiện tính có ráng thọ trì giới luật chỉ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu, sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán rất tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Abhatthana xin được nhường cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Sít Tăng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ân đức tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tùy đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Huỳnh kính lễ cô tu nữ tại duyên. Nhật Huỳnh mến chào Thi An Lạc, kính chào Vinh Quát Tha Na, kính chào Maha Ra Cha, kính chào Can Đa Ra, mến chào Thanh Thủy, mến chào Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Quang Thanh, mến chào Cẩm Vân, mến chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Huỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sự Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng nghe pháp của ngài Chánh Minh. Nam mô Buddhaya. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôm bài pháp quốc kinh số 149. Dạ, Nhật Huỳnh kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Dạ, Nhật Huỳnh kính mời Minh Quát Thanh Á, mến mời sức Thanh Thủy, mến mời Sích Rạng Đông, mời Quang Thanh, mời Cẩm Vân, mời cô tu nữ Tệ Duyên và mời Sích Thi Na. Và Nhật Huỳnh cũng kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình lên để ôn bài Pháp Quốc Kinh 149. Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu 149. Ya ni ma ni apattha ni A la pu ne wa sa ra de ka po tắc ca ni at thi ni ta ni so ta ni di so na ca ra tí như trái bầu mùa thu bị vớt bỏ quăng đi. Nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì, là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vớt vơ xóa đường. Như bồ câu trắng trắng xương,
Quý gì thích thú mà trương mắt nhìn, là phổ thơ của nhà hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể. Ya ni mai apathani ala pune wasarade kapotakani atini tani diswanakarati. Ya ni mani apathani ala pune wasarade kapotakani atini tani diswanakarati. Yani mani apathani ala pune wasarade kapotakani athini tani niswanakarati. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 149. Ya ni ma ni a pa tha ni ala bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pa tha ni ala bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị dứt bỏ quăng đi, nhóm xương rắn bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ dắt dơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương. Quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung tinh đọc ôn bài câu pháp cú số 149. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di Qua ná ca rá tí. Dạ ní ma ní á pá thà ní a la bù nê quá xa rá đê ca bồ tá ca mí ní á thì ní ta ní đi qua ná ca rá tí. Dạ ní ma ní a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di di wa na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui vì. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mùa thu nhìn trái bầu khô,
người ta quăng bỏ quốc sơ, xó đường. Người ta quăng bỏ quốc sơ, xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Và mến mừng bàn tay của Quang Thâm Quynh Quách Tha Ná. Và kính mời quý vị nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, em cảm ơn chị Sis Hoàn Thân. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 149. Dạ, ni ma ni apat tha ni ala bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni at thi ni ta ni tis wa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pat tha ni ni a la bu ne wa sa ra de ka pu ta ka ni an thi ni ta ni dis wa na ka ra ti. Như trải bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya ni ma ni a pan tha ni a la bu ne wa sa ra de ka pu ta ka ni an thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pan tha ni a la bu ne wa sa ra de ka pu ta ka ni an thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xỏ đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô thứ nữ và đạo tràng. Con kính mời Sis Hoàn Thanh. Dạ, mơn tin ha. Dạ, con lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào đạo toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 149. Cảm ơn chú Quát Thần Á đã bóp bài. Ra ni ma ni a bát tha a la bu ne qua sa ra đề ca bồ ta ca thi ni ta ni đi qua ni ca ra ti ra ni a ba tha bu ne qua sa ra đề ca bồ ta ca ni a thi ni ni ta ni đi. Ni ca ra ti mu cưng câu thấy chúng còn gì đấy. Có Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ra ni a la bu ne wa sa de ca bo ta ca ni a thi ni ta ni ni qua na ca ra ti. Ra ni ma ni a ba tha ni a la bu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni ni qua
na ca ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng, trắng xương. Quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong rồi, con xin mời chú Quát Thả Ná. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Bây giờ Tuệ Liên xin kệ kinh Pháp Cú số 149. Và cảm ơn huynh Quát Thả Ná, huynh Quát Thả Ná cho Tuệ Liên kệ trước nha. Ya ni ma ni pa ba tha ni a la pu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a ta ni ta ni di swa na ka ra ti. Yani mani abatani ala pune wasarade kaputakani atani tani diswakwa nakarati. Ya ni ma ni a pa ta ni a la pu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ta ni di so na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tuy Duyên đã kể xong. Dạ, bây giờ kính mời Quách Thanh Á. Sa thu lành thầy. Cô Tuệ Duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh Pháp Cú số 149. Kính Nam Sít Nhật Thình Sít Cảng Đông Quảng Thành cho biết nghe rõ. Yani mani apathani alabune wasarade kapotakaniyatini taniswanakarati yani maniya patthani alabune wasarade kapotakaniyatini taniswanakarati. Ya ni mania patani alabune wasarade kapotakania tini tani diswana karati. Ya ni mania patani alabune wasarade kapotakania tini tani diswana karati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta căng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà. Dạ
Con xin được xuống mic. Dạ, Patana thấy chắc không còn ai, còn mỗi Sít Nhật Phình thôi. Mời Sít Nhật Phình nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Patana. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại viên sức cận đông một cách quan thanh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin ông ngoại cao pháp của kinh sớ 149. Dạ cảm ơn Minh Patana cho bài học. Dạ ni dạ ni man Ya ni mani abatha ni ala phu ne vasara de ka bo tat ka ni athi ni ta di di sa na ka ra ti. Ya ni mani abatha ni ala phu ne vasara de ka bo tat ka ni athi ni ta ni di sa na ka ra ti. Ya ni ma ni ya ni a ni a ma tha ni a la phu ne qua sa ra đề ca bồ tát ca ni a thi ni ta ni đi sa na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Ya ni ma ni a ba ta ni a la phu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di sa na ka ra ti. Ya ni ma ni a ba ta ni a la phu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di sa na ka ra ti. Ya ni ma ni a ba tha ni a la pu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di sa na ka ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xóa đường. Như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Huynh, kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc ba lần, kể ba lần, mà nhìn hoài cũng chưa có thấy những cái... dòng kệ vàng vào đạo tràng. Dạ, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Mà bây giờ còn 2 phút nữa. Dạ, mà cũng chưa thấy, chưa tăng xuất hiện. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Rạng Đông nha. Mời Rạng Đông chút xíu. Cầm mít chút xíu nha. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Parigrinamidam rupam roga nidham pabhanguram bhijyati puti sandeho maranantam hi jivitam. Pháp cú câu 148. Sắc này bị suy già, ở tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Yani mani apatthani ala Abun sarade kapotakani athini tani disvana karati. Pháp cú câu 149. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Athinang nagaram katang mansa lohita lepanam yatha jaracha machucha mano makho cha ohito. Pháp cú câu 150. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Jiranti ve rajaratha suchitta
atho sariram pi jarang upeti satang cha dhammo na jarang upeti santo have sabhi pavedayanti. Pháp cú câu 151. Xem vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Appasutayang puriso balivaddo vajirati mansani tassa vaddhanti paya tassa na vaddhati. Pháp cú câu 152. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Aneka jati sansaram sandha visam anibhisam gahakarakam gavesanto dukha jati punak punam. Pháp cú câu 153. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Gahakaraka dittosi punagehana kahasi sabbate phasukka bhakutang visankhatang visankharagatang chittang tannanang khayamajjhaga. Pháp cú câu 154. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Acharitva brahmachariyam aladdha yobane dhanam jinna kulchava jhayanti khila macheva pallale. Pháp cú câu 155. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Acharitva brahmachariyam aladdha yobane dhanam senti chapati khinav puranani anutthanam. Pháp cú câu 156. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Attavaggo attanam ca piyam jayya rakkheyatam surakkhitam tinnamayya tarang yamam patijaggeya pandito. 12 la mã phẩm tự ngã. Pháp cú câu 157. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Attanameva pathamang patirupe nivesaye athanya manusaseya nakiniseya pandito. Pháp cú câu 158. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Attanam ce tatha kaira yatham ca manusasati sudanto vatadammetha attahi kiraduddamo. Pháp cú câu 159. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Attahi attano natho kohi natho parosiya attanav sudanten nathan labhati dullabham. Pháp cú câu 160. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Attanav katang papang attajang attasambhavang abhimathati dummedhang vajirang vasmamayang mani. Pháp cú câu 161. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương, ngọc cương. Yassacchanta dussilyam maluva salamivotatam karoti so tattanam yathanam icchati diso.
Pháp Cú câu 162. Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Sukarani asadhuni attano ahitani cha, yangve hitang cha sadhung cha, tangve paramadukkaran. Pháp Cú câu 163. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm. Yo sasanam arahantam ariyanam dhammajivinam patikko sati dummedho ditthin nissaya papikam phalani katthakasseva attadhaggaya phallati. Pháp Cú câu 164. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Attanavakatam papam attana sankilissati attana akatam papam attanav visujjati suddhi asuddhi pacchatam nayo ayam visodhaye. Pháp Cú câu 165. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Attadattham parathena bahunapina hapai attadattham abhinyaya sadattha pasutosya. Pháp Cú câu 166. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Lokavaggo. Hinang dhammang naseveya pamadena samvase mitha ditthin naseveya nasiya lokavaddhano. 13 La Mã. Phẩm Thế Gian. Pháp Cú câu 167. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng tri tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Uttitthe napamajeya dhammam sucharitam chare dhammachari sukham seti asmin loke paramicha. Pháp Cú câu 168. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Dhammam chare sucharitam natang duccharitam chare dhammachari sukham seti asmin loke paramicha. Pháp Cú câu 169. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Yatha bubbulakam passe yatha passe marichikam evam loka avekhantam machurajana passati. Pháp Cú câu 170. Hãy nhìn những bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Etha passathimam lokam cittam rajarathupamam yattha bala visidanti natthi sango vijatam. Pháp Cú câu 171. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Yo cha pubbe pamajjitva pachhaso napamajjati soma lokam pabhaseti abha mutto vachandima. Pháp Cú câu 171. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Kích Rạng Đồng. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Quyền vừa vào đạo tràng. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức
đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôm bài Phật Phú Kinh số 149. Dạ Nhật Quỳnh, dạ con đang kéo dài bạch sư. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, là huynh Bát Thanh đã rạng đông Quang Thanh Thi Na và Cẩm Vân đã ôm bài Pháp Khu Kinh số 149. Và trong khi chờ đợi sư để chuyển tiếp từ thiên chư giảng ở chùa mà sẽ đưa lên bao thóp cho đạo tràng chúng ta cùng nghe, thì con xin thỉnh pháp sư Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá, Nam mô Ta Sa Va Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Viết lòng mở đạo dạy trời nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy kinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giặc vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi ơn cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát sư bị rất bích rồi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng. Dạ, khi nào sư ổn định đường truyền, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, mến chào sư Khá Anh Đức Khá vừa vào đạo tràng. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát sư sẽ kết hợp thời giảng ở chùa và lên trên bao thóp để chúng ta được nghe một thời giảng giống như mình đang ở dưới chùa quý vị. Nên quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát. Ngày hôm nay là ngày sám hối ở chùa, nên sư phải có cái bổn phận ở chùa và cũng phải có bổn phận trên bao thóp. Nên quý vị hoan hỷ và giấy phước báo của thường tòa Tuệ Duyên không để cho đạo tràng chúng ta mất một buổi học pháp. Dạ, điều xong chưa bạch sư? Dạ, con sư có gì sư cho con xin một tín hiệu nha. Dạ, kính chào gia nhân răng rụng. Dạ, chờ sư một chút. Dạ, mến chào Nguyên Tình, kính chào Samma Đích Thí. Dạ, kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Con cũng thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa vào đạo tràng. Đây, thật sự mà nói thì có nhiều vị ẩn ních nên con thường chào chư tôn đức. Có người nói con là tại sao có nhiều vị thì chào nhiều vị đi, sao còn thêm cái câu đó làm chi vậy? Nhưng mà con không có tiện nói. Bây giờ thì con trong khi chờ đợi từng tỏ tự quyền thì con mới nói thôi. Dạ, chứ thật sự có nhiều vị con về Việt Nam đó, con có vị đã nói con ngày nào cũng nghe cô tiết cô hết. Cho nói dạ sư cho con biết cái nick ẩn danh của sư đi sư. Sư nói không cho biết. Chắc mình Cảm Vân có nhiều khi Cảm Vân biết không Cảm Vân. Tại vì ở chùa thì có thể biết, còn Nhật Quỳnh sư không cho biết. Dạ,
vậy là ngày nào sư cũng nghe. Nên là thường là Nhật Quỳnh hai chào, con đảnh lễ chư tôn đức là gì. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, con cầm mít hơi lâu rồi bạch sư. Hư thông chưa? Dạ, xa thú. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tha Ma, giá Nam mô Sang Kha, giá Như Thơ, để chúng được nghe rõ không? Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ mô Phật, dạ cảm ơn Phật tử Quách Thanh, cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn Quang Thịnh, cảm ơn đồng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến từ tổ mạnh đại đức, từ đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là vào cũng nhiều lần vào cái ngày giảng của chúng tôi vào thứ hai cũng rơi vào ngay cái ngày sám hối, và cũng nhờ các vị như điều mà hôm nay thì Đức Tịnh Đại cũng bận và các vị một số cũng bận ngay cái ngày rằm, cho nên vì vậy chúng tôi thôi thì chúng tôi quyết định thôi kệ, để thì mình cứ lấy cái pháp cú này là một cái thời giảng cho cái pháp hội và cũng là thời giảng ở Rum. Nhưng điều bởi vì cái thời gian của nhau nó không có kết nối được. Vì vậy cho nên quý vị chờ đợi trong cái giây lát chút xíu, là bây giờ thì cái bài sám hối nó cũng gần xong. Thì để cũng nhân sự tùng sự cái tùy cái duyên. Cho nếu như mộ của chúng tôi thôi nó thôi mà bỏ luôn thì cũng được. Nhưng điều mà nghĩ rằng thôi kệ, đến chư Phật tử có cái tâm để thính pháp, có cái tâm để cầu pháp, học pháp, thì đó là cũng một điều tốt đẹp. Thì cũng báo cho quý vị một cái quan hỷ, tức là khoảng chừng 5 năm qua chúng tôi đã tổ chức được một cái pháp hội, tổ chức được một cái đạo tràng, tổ chức được một cái một ít coi như là Phật tử học Phật pháp vào buổi chiều thứ bảy và buổi tối thứ bảy, tối chủ nhật. Thì từ hồi khi bệnh dịch thì chỉ dừng lại, và sau đó thì bây giờ thì Việt Nam cũng còn nề, những điều ngay cái vùng của tôi thì họ cho sinh hoạt trong một cái giới hạn, thì tôi tùy, tất cả là tùy cái duyên thôi. Thì đây cũng là một điều mà được các vị tông túc rất là quan hỷ, khi mà ở nơi nào đó chánh pháp được tương duyên, được được tuyên bố, được giải bài chánh pháp, được các vị giảng thuyết, và chính chúng tôi là người giảng thuyết, và cũng như các vị pháp sư ở trên Rum, cũng như là các vị pháp sư cũng thường xuyên một tháng như vậy thì chúng tôi giảng một lần và thỉnh pháp sư vào một cái ngày khác. Thì cái ngày thứ hai thì thỉnh pháp sư ở các nơi khác đến để giảng, thì đã quan hỷ. Thì cái sự sinh hoạt của Phật tử ở đây thì nó đều, trước kia thì nó dĩ nhiên nó trước cái dịch thì nó đông hơn bây giờ thì nó ít hơn, những điều mà vẫn giữ cái duyên mối, đã là sám hối, đã là thuyết pháp giảng đạo, thì không có riêng tất cả cái người trần để nghe, mà ngay cả các vị chư thiên, các vị vô hình âm binh Atula, các vị ngạ quỷ đều có cái tâm, nếu như người ta có cái tâm cầu pháp thì người ta cũng có thể nghe được, cũng thể hướng được. Thì đó cũng chính là một điều mà chúng ta phải nghĩ tưởng tới. Chúng tôi đổi cái ngày sám hối, ngày mùng 1, để cho thay cái ngày 29. Là cũng thành thật mà báo, thì ở đây thì người miền Bắc cũng nhiều, mà người miền Bắc thì người ta đi cái mùng 1 với 15. Thì chúng tôi nhân cái sự đó, thì chúng tôi lấy cái ngày mùng 1, 15 để chúng tôi đặt vào cái giờ ngày sám hối cho Phật tử. Điều đó nó cũng đỡ hơn là các vị pháp sư có thể đến chúng tôi thuyết giảng, và chúng tôi cũng đến các cái pháp hội khác để giảng thuyết. Thì đó chính là một quy trình. Và báo cho chư Phật tử một điều quan hỷ nữa là vào sáng mùng 1, sáng 15 họ đến để thọ. Thứ nhất mùng 1 thì họ thọ trì ngũ giới vào 5 giờ sáng, và tới sau đó họ học, sau đó ngồi thiền, rồi đọc kinh, rồi ngồi thiền, rồi sau bắt đầu họ đúng 6 giờ thì Phật tử đặt bát cúng dường, và sau đó họ đi làm. Rồi ngày 15 cũng như vậy, và cũng 5 giờ thì bắt đầu họ
họ tập trung tới để đọc kinh cùng với chư Tăng, rồi sau đó ngồi thiền, rồi chúng tôi cũng nói một vài lời pháp ngắn, và sau đó 6 giờ đi ra để Phật tử họ đặt bát cúng dường và tiếp tục họ đi làm. Thì nay cũng là vậy, và đó cũng là một cái thiện sự mà quý vị họ thực hiện được rất là tốt. Cũng như ngày chủ nhật thì như ngày hôm nay thì tất cả Phật tử họ chỉ như ngày hôm qua thì họ tập trung vào lúc chừng 2 giờ rất là đông, một số lượng Phật tử tới để mà họ quét dọn, họ lau chùi các cái điện Phật, bởi vì cũng rất là quan hỷ ở chúng tôi, nó là 4 nơi điện Phật, cái điện Phật như Phật đài, chính điện, rồi lễ đài ở bên trái đường, nói chung tất cả sân bọng gì tất cả họ quét lau chùi rất là tốt đẹp, thì cũng là một cái thiện sự hoạt động của chùa nó bình nhật, thì cũng để nói đến để chư Phật tử cũng quan hỷ. Ở nơi xa, ở nơi quê nhà thì cũng có những người Phật tử họ tín tâm, tuy là ở nơi này xa xôi chứ không phải là nó nằm trong khu vực của thành phố Biên Hòa, nhưng ở phía ngoài, nhưng điều mà cũng có những người Phật tử họ tín tâm, họ cũng biết cầu học Phật pháp, họ biết được họ biết nghe được cái chánh đạo, họ biết nghe được cái Phật pháp, thì đó chính là một điều mà rất là quan hỷ cho chúng tôi và cũng như tất cả. Thì giờ đây bắt đầu để thỉnh pháp sư lên giảng rồi. Dạ. Thì chúng tôi báo cho quý vị nghe như vậy thì để là một phần để hoan hỷ tùy hỷ với cái phước của chùa đã thực hiện. Và cũng một thời gian trước thì ngày 14, ngày 30 chúng cũng đã đặt cho ở tại chùa Bủ Đức thì cũng thuyết pháp sám hối cho chư Phật tử. Thì cái gì cũng vậy, trước lạ sao quen. Một lần, một ngày thì ít, và một lần thì từ từ nó sẽ đông lên, từ từ nó sẽ lớn mạnh lên. Vì vậy cho nên đó cũng là một điều mà tất cả chúng ta quan hỷ. Vì ở đây chúng tôi bước vào chính điện và chúng tôi sẽ truyền thanh trực trong cái thời, vừa là một thời giảng, vừa là một cái thời giảng và cũng vừa là một cái truyền hình truyền thanh trực tiếp trên cái pháp hội ở tại chùa Nghiêm. Và đây chúng tôi xin tạm thời quý vị cho chúng tôi một phút tôi lễ Phật và sau đó chúng tôi đăng lâm pháp tòa. Dạ, mong quý vị quan hỷ. Dạ con hết nghe, dạ chào tràng chúng con không nghe nữa, con cung thỉnh đường đọ tề quyền cầm mít trở lại ạ. Nam mô Bụt Hà. Dạ
chai nước cho mượn chai nước. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Lần quy Tam Bảo đồ đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là quy tinh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh sự dễ vui uống rượu và các chất say. Phật tử sau khi lần hội trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, con cố gắng vâng giữ hành theo cái đường trong thành tinh trọn chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cội trời cũng nhờ giữ giới, chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát các đầu qua niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái phật tử và hội trì giới lực cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Arahang sama sambutu pakawa putang pakawantang piwadeni swahato pakawata pamut lamang namasami subatipano pakawato sawakasangko sanghang namami. Chúng đệ tử xin nghe tình thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quyền nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng Chạp của năm Tân Sửu, Phật lịch 2560. Dựa trên một cái tinh thần tu tập thì mới được. Hôm nay chúng tôi giảng câu pháp cú số 150 ở trong phẩm già, gọi là phẩm già đô đó. Thì kính thưa quý vị, ở trên mạng thì phải thích nghĩa từng câu của tiếng Phạn, rồi sau đó kể cái duyên sự, vừa rồi bắt đầu giảng nghĩa lý kinh. Thì cũng vậy, đây là câu chuyện của câu pháp cú số 150. Giờ đây thì quý vị nghe, tận nửa vòng trái đất cũng có những người đang nghe, có những người đang nghe chúng ta nói. Ở đây thì chúng ta vào buổi tối, ở bên đó vào buổi sáng, tại tiểu bang Houston, Texas. Thì bây giờ chúng ta là 7:34, thì kia cũng 7:34, chỉ có cái chỗ đó, tiểu bang đó nó nối giờ, cách nhau 12 giờ trong Việt Nam, còn có chỗ thì 7, 8, 6, 5 vân vân, thì nó trình cái giờ. Những điều mà dĩ nhiên ở bên kia sáng, bên này tối, bên kia tối, bên này sáng, chúng ta cứ suy nghĩ là vậy đi. Bây giờ gọi là cái giờ sáng, dạ. Hồi sáng thứ hai chúng ta là tối chủ nhật, thì gọi là, xin lỗi, chúng ta là tối thứ chúng ta tối chủ nhật thì gọi là sáng chủ nhật, ngày mai thì chúng ta tối thứ chúng ta ở đây thì họ bây giờ họ mới được nghỉ, dạ. Thì kính thưa quý vị, cái duyên sự này ở tại kỳ viên
được Đức Phật ngài liên nói đến liên quan tới một à, tới một cái người hay là một cái sư cô tên là Janapaka Kalaya Rupananda, cái tên dài như vậy đó. Thì cái gia đình của cô này, cha, mẹ, anh và cô ta cũng tu. Và cô này thì rất là đẹp. Cô này rất đẹp. Nó có điều cô này rất là đẹp. Vì cái chỗ đẹp của mình đó. Rồi cô ta mới tự mãn trong cái sắc đẹp của mình. Và cô ta cũng có chồng. Thì chồng cũng đi, đi tu luôn. Dạ. Và thế là cả cả nhà tu, nói vậy nghe dễ hiểu, cả nhà tu. Mà quý vị cũng biết là đây là sự thật, như như sư phụ chúng tôi quý vị biết là cả nên năm anh em trai đều đi tu hết, rồi mẹ cũng vào, vào chùa, rồi các chị cũng vào chùa luôn hết. Nó cái duyên nó như vậy đó. Dạ, và cho tới năm vị đó bây giờ vẫn còn hiện hữu tu suốt như vậy. Cái chuyện nó như vậy thì chúng ta nghĩ nó là lạ, nhưng ngày nay cũng có nhiều gia đình tu. Cũng quý vị biết có Thượng tọa Tề Dũng á, quý vị đây thuyết pháp với sư hay coi như là làm cái màn hình hay đố vui phát thưởng rồi đó, thì cả nhà mấy anh em trai thì có một vài anh ở nhà, còn 5-6 chị em cái, tức là 5 người cái đi tu hết. Dạ, cũng cái duyên. Và 4-5 người sau đó cũng cháu tu. Dạ, cái duyên nó như vậy đó quý vị. Thì cô ta có tên là Rupa, Rupa là sắc diện đó. Thì cô ta đi vào tu, nhưng được cô ta có ý nghĩ, cô ta nghĩ rằng cô ta được biết Đức Phật ngài có cái dung nhan rất là đẹp đẽ, 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, thì Đức Phật ngài đẹp lắm. Cô ta biết như vậy, nhưng cô ta nghĩ rằng mình cũng đẹp. Thì một cô ta cũng né tránh, không muốn đến gặp Phật. Phật ngài cứ nói nè, cái xác thân này coi như là nhìn ta thân thiện mỹ miều, thấm thân chồng chất bao nhiêu khổ sầu, hay là đến gặp Phật thì ngài nói cái này cái kia, thì tâm cô ta suy nghĩ như vậy. Và thế là cuối cùng thì cô ta cũng đến để nghe Pháp. Đức Phật biết được cái tâm của cô ta. Khi cô ta chuẩn bị đi vào kỳ viên tịnh xá, thì ngài dùng cái thần lực của ngài quá hiện. Một cô thiếu nữ đẹp gấp trăm ngàn lần của ta, mà đứng hầu cận bên ngài, bắt đầu quạt ngài. Cô ta đi vô, cô ta nghĩ mình đã đẹp, mình sẽ gặp người này đẹp quá, đẹp mà cô ta phải khiếp. Thì kính thưa quý vị, bắt đầu cô ta ngồi xuống, cô ta nhìn thấy Đức Phật rồi, cô ta đảnh lễ, cô ta bắt đầu nghe. Thì Đức Phật ngài dùng cái thần lực cho cô này rất trẻ đẹp, từ sắc diện trên tất cả mọi thứ. Bắt đầu dừng giữa thời khó, bắt đầu nghe dụng thực lực, bắt đầu cho cô ta bắt đầu tuổi thiếu niên, xong bắt đầu tới thanh nữ, bắt đầu tới tuổi trung niên, bắt đầu già từ tới lão niên, cho tới ngày dùng thần thông quá hiện cho cô ta chết luôn. Bây giờ cô ta chết từ cái hình thái rất đẹp cho tới cô chết. Thì lúc đó làm đi rồi, tức là sư cô này dứt mình mét lên, khi mà chết xong bắt đầu mới sinh thôi. Thì Đức Phật ngày dùng cái thần lực, mà quý vị biết quý vị có thép cái hình không? Bữa nào sư nhớ đấy sẽ lục là sẽ được cái hình đó chứ, có cái hình rất là đẹp. Bắt đầu chụp chồng lên, bắt đầu đến hồi chút xíu nó má hớp, coi như là không còn răng. Không, bắt đầu thì cái hình Đức Phật ngài quá hiện cho cái cô thiếu nữ này, từ một thiếu nữ đẹp đẽ cho tới bắt đầu già, bắt đầu má hớp, bắt đầu tóc bạc, rồi bắt đầu lưng mỏi gối chuột cho đến chết xong rồi chưa yên đó, bắt đầu cái thây đó nó sình lên. Mà lúc đó cho cái sư cô bá này nhìn thấy thì cô chợt nhận ra cái thân người mình nó đẹp lắm mà, nhưng nó đẹp không bằng cái tấm thân đó tiêu bại, chứ đừng nói chi mà chính cái thân của cô ta. Thì bắt đầu cô ta, sau khi mà Đức Phật ngài
dùng cái thần lực và ngài đã cảm hóa của ta. Quý vị gặp ngay Phật rồi. Ngài có nhiều cái phương án mà giáo hóa thuyết giảng. Quý vị biết, các mà chúng ta tạo cái hình tượng của Phật đó, phải đẹp. Tại quý vị biết là Phật ngày 32 tướng tốt tám thôi phải đẹp mà. Chứ có nhiều người tạo tượng hình Phật xấu quá mới được. Mình có dầu hèn không thể dù ấy, mình cũng phải làm cho nó gọi là nó được chút xíu chứ. Có nhiều hình Phật xấu vô cùng, mà dĩ nhiên Phật ai mà dám nói xấu nói đẹp. Khi mà tạo tượng lên bằng cái tấm lòng, người ta cho như thế là đẹp. Nhưng chúng ta cái nhìn cũng phải cho nó có cái gọi là cái tốt đẹp. Không phải là màu sắc được lên nó là đẹp đâu. Nhưng làm sao mà cái dáng người Phật nó đều. Và đây là cái điều mà chúng ta biết. Tuy là bê tông cuốn sách đó, nhưng tâm tư mình cũng kính thành gửi đó. Thì lúc đó đó, sau khi mình thấy cái hình một cái cô như thế, và cô tín nữ này, cái cô sư cô này mới giật mình, mới nghĩ rằng, à, bắt đầu Phật này mới dạy. Này, Nanda, Rupa, sự liên kết giữa các bộ phận ở trong người gọi là cái thân. Cái thân này nó bệnh, nó bất tịnh, nó thối tha và nó rỉ chảy, thật là ngu ngốc nếu có ham muốn nó. Thân này là thế nào thì thân kia cũng thế đó, thân của ngươi cũng như thế, thân của cô mà vừa bị thế đây. Hãy nhìn các yếu tố của thân này, đừng trở lại cuộc đời này nữa, đừng ái luyến cuộc đời này nữa, hãy dập tắt cái tham ái tái sanh đi. Của ngươi sẽ đi trong, ngươi sẽ đạt được cái sự an tịnh. Thì hướng tâm theo Phật, Đu Văn Anh Đá, tức sư cô này, chứng quả tu đầu vật. Đức Phật này hướng tâm cho cô ta tiếp nữa, chứng đến nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, tứ quả. Này, Đu Văn Anh Đá, đừng có nghĩ rằng cái tấm thân này nó có thực không một chút gì. Khi cái thân này nó là bằng xương, bằng thịt, do ba cái năm khúc xương nó dựng lên. Rồi thân xác của chúng ta nó sẽ già và nó sẽ chết. Và Đức Phật ngày đầu câu Phật cú, thân này là bằng xương thịt, quét tôn bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Dạ, đó chính là cái câu pháp cú của Hòa Thượng Minh Châu đã viện dịch. Và Hòa Thượng Giới Đức dịch rằng, thành trì ngoài những thịnh xương, đập thêm máu thịt, tô lường vét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạng lại gom dối lừa. Đây là cái câu mà tất cả chúng ta phải hiểu. Thì dĩ nhiên nói câu này, mà nếu chúng ta là nữ phải làm đẹp chứ, làm đẹp sao gọi mình nữ. Tất cả mọi người đẹp phải làm đẹp, nhưng Đức Phật phải dạy. Đối với người, tại sao muốn nói cái câu này, hôm nay câu phóng cuốn này để dạy cho ta cái điều gì? Quý vị cũng nhớ rằng mình đừng có ái luyến cái xác thân mình nhiều quá, mình sẽ khổ. Ô thời điện còn đâu. Chính tôi ví dụ đây, những người Phật tử thân gần chúng tôi nói luôn. Bây giờ quý vị luôn luôn hối tiếc về 10 năm về trước, 20 năm về trước, nhưng có tìm được không? Không thể tìm được. Đó, bây giờ tóc mối tiêu xuất hiện rồi. Những điều mà thế là mình còn trẻ không? Còn à, khỏe không? Khỏe à. Chứ mình đâu chấp nhận mình già, mình đâu chấp nhận mình chết. Nhưng sự chết nó phải tới, mà không phải nói về nữ mà nói về nam cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng mình khỏe mạnh, cái tuổi của thời gian, cái tuổi, cái sự sống của mình nó xa, cái chết nó tới, đây là sự thật. Nhưng điều mình không chấp nhận mình chết, mình không chịu chết. Nhưng cái thú vị, không phải già rồi chết đâu. May mắn ở trong đây cũng không dưới
dưới 10 mà không dưới bao nhiêu số người mà vừa bệnh hết, đã bệnh đi qua thì xem như là 6, 7, 8, 9, 10 người là quý vị đã bị chuông báo rồi đó, chuông báo chết rồi, cái ren rồi đó. Những điều mà chưa tới cái nghiệp chết, chứ không phải là già mới chết đâu. Dạ, nếu chúng ta hiểu một cách xa hơn, rồi không phải là trẻ mãi không già đâu, nó phải già, nó phải bệnh. Mà quý vị biết Phật dạy phải nhìn chân cái sự thật của mình thì mình đỡ khổ. Chứ người luôn luôn hối tiếc, người luôn luôn hối tiếc. Mà chúng tôi thường kể cho mình nghe cái bà mà chúng tôi gặp, một cái bà hoa hậu mà vào thập niên 30 đó. Lúc đó là gặp bà thôi, dáng bà cũng cao, người đẹp mà dáng cao, má hốt mà quý vị khiếp đảm luôn. Mà đang còn cái răng nào trên tóc còn đâu nữa, liêu phiêu la ma, mà đây gì mà cạo nữa, mà tu mà bà cạo thì nó trắng từ chân mày cho tới cái gì thì cũng trắng thiếu trơn. Những điều mà nhớ cái lắm. Cái chúng tôi mới tới, chúng tôi hỏi bà, bây giờ bà thấy bà sao, thấy khỏe không? Nó già không khỏe. Bây giờ mình nhớ bà còn đẹp, đẻ vô nó khác rồi. Hồi xưa thập niên 30 chúng tôi hỏi hậu mà thì cũng có cái tự mãn ở trong đó. Thì chính Đức Phật nói rằng đây là cái chỗ nạn, cái câu kinh dạy rằng, tức là dạy cái gì, nói rằng cái gì, mạng lừa đảo chất chồng. Tức là sự thật ra quý vị nhăn một cái, quý vị chắc phấn liền, xóa liền, bạc một cái nhuộm liền, nhổ liền, để tránh, để trốn, để tránh, đúng không? Trốn tránh mà. Và đó cũng chính là lừa mình và lừa cái con mắt của người, đừng có thấy mình già. Thì đây Phật ngài nói thẳng à, trên tinh thần con đường của Đức Phật thì ngài nói thẳng như vậy để chi? Để chúng ta đừng có ái luyến nhiều. Khi chúng ta ái luyến nhiều á, chúng ta luôn luôn đau khổ. Bởi vì hồi nãy Đức Phật ngài dạy cho coi như là các coi như là thì cứ đi đu quanh nó đá rồi hãy trốn khổ nó đi thì người sẽ đỡ đau khổ. Mình trốn mình tránh thì nó không đau khổ, còn nếu mình đối diện thì rất là đau khổ. Đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ ở trong cuộc sống tu tập của mình, có những sự thật phải nhìn nhận, dù cho nó là đớn đau nhưng phải đối diện sự thật. Cái mà chúng ta phải ngoài ra cái chuyện già bệnh chết, chúng ta già đâu phải tới cái già là nó đơn giản, cái già đâu cũng tới cái bệnh nữa. Già như thế thì chúng ta có thấy các pháp cái gì ở trong cuộc đời nó vô thường, thấy được cái khổ của cái thân ngũ uẩn này vì chúng ta có mặt này. Chúng ta thấy hôm nay ở trong hội chúng chỉ có cô bé đệ tử đó, nó còn trẻ thì nó chưa có cảm giác của cái tuổi già, của cái tuổi khổ đau, tại vì nó trẻ, nó còn đam mê, nó còn chân diện, nó còn nhiều ước mơ. Nhưng điều mà cỡ như mấy bà lớn tuổi mà ngồi tại đây thì chúng ta còn ước mơ gì nữa còn không? Nhưng vẫn còn nhé, vẫn còn chứ không phải là không còn đâu. Già cũng gọi là đẹp lão chứ, ha? Cũng đẹp lão, đã già rồi còn đẹp lão nữa thì chính là chúng ta nuối tiếc, hối tiếc. Và như thế thì chúng ta sẽ đau khổ. Mà quý vị biết chết á, nếu như vô thường chúng ta chết, chúng ta sợ chết, chúng ta hối tiếc nhiều, hối tiếc với kiếp sống, cái mạng sống này, hối tiếc với tiền của, hối tiếc với những tình cảm, với những mà mộng mà chúng ta chưa đạt, mộng mơ chúng ta chưa đạt, ước nguyện chúng ta chưa thành, thì trầm chất đau khổ. Và cứ như thế từng người đưa nhau đến A Ma mộ địa, từng người đưa nhau đến lắm mộ. Đấy là sự thật mà chính Đức Phật ngày dạy. Nhìn ta thân thể mỹ miều,
tập thân chồng chất bao nhiêu khổ sầu. Giữa chúng tôi quý vị chỉ có hai cái sắc tấu tố khác nhau, đó là sắc nữ sắc nam, nhưng cũng là 32 thể trượng. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận vân vân, rồi 32 thể trượng bắt đầu phân phẩn nước tiểu mồ hôi nước mắt gì tất cả đó là vật nhầm gốc. Và chúng ta biết nếu nói tên thần tu tập đó, nó lại là càng ghê nữa, càng trao chuốt cho cái tâm thân mình nhiều, mình lại càng ái lấy nhiều, càng ái lấy nhiều lại càng khổ nhiều. Có nhiều người cũng biết muốn đi chỉnh sửa sắc đẹp thì thôi, phải nó đau đớn cả sắc thân luôn. Những gì cái đẹp thôi, mà đẹp coi như là đẹp hàng, coi như là hàng không thật, nhưng người ta cũng có chấp nhận. Bởi vì sao? Ta phục vụ cho cái gì? Cho cái thích đẹp. Thì thôi, nói đến cái đẹp đây là cái chỗ mà nó tế nhị lắm. Nó tế nhị tức là đánh ngay cái nhược điểm của người ta. Nhưng trên tinh thần lời Phật dạy, Ngài phải nói thẳng để gì? Để thắng đạt, để đạt lại. Chúng ta đừng có cho rằng chúng ta đẹp, hay là đừng có quay về vọng tưởng về quá khứ. Bây giờ quý vị biết quý vị già, quý vị biết quý vị già, quý vị lớn, quý vị biết cái gì? Biết cái sự chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình, hay là chuẩn bị hành trang cho chính mình đã là quá vừa đủ rồi. Chứ bây giờ cứ ngồi mà nuôi, hết nuôi con bắt đầu nuôi cháu, hết nuôi cháu bắt đầu suy tính chuyện này chuyện nọ ở trong cuộc đời, thì tự chúng ta đã gây khó cho mình, tự chúng ta đã gây khó cho chính chúng ta thôi. Chứ sự thật ra lẽ ra chúng ta cứ là cái kệ tội nghiệp nó, cháu mình mà, nó là con của con mình, tức là cháu của mình, cũng do cái ái chấp. Chứ sự thật ra mình không chịu lo, mình không biết thương mình. Và tại sao Đức Phật dạy con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ mấy, thân này còn không con đâu, tài sản đâu. Nếu nó là con mình, tại sao mình kêu đứng nó không đứng, kêu nó tốt không tốt, kêu nó học đó không, kêu nó làm nó không làm. Đúng như con mình kêu như thế nào thì nó phải theo mình như thế đó. Hay là nó bệnh hoạn, hay là nó quậy hoạn, hay là nó như thế này thế kia là do cái nghiệp duyên của nó. Mà cũng cộng hưởng với chúng ta một phần, nhưng không phải tất cả, chúng ta điều quyết cho nó. Cho nên Đức Phật ngày dạy, thân mình cũng không có mà, quý vị muốn bị già không? Có ai muốn già không? Không. Có ai muốn bị bệnh không? Không. Có ai muốn chết không? Không. Nhưng cái già, cái bệnh, cái chết có thoát không? Không. Không bao giờ thoát. Thời các pháp có sanh, thời các pháp phải bị hoại diệt. Các pháp nào làm nhân sanh thì thời các đó phải chịu hoại diệt. Mà ở trong kinh đã dạy rằng Di Tham Ma Hê Thuốc Vũ Hoa Thế Sanh Xét Di Ma Chá Ma Ha Sa Ma Nô. Các pháp làm nhân sanh thời các pháp phải chịu hoại diệt. Chúng ta sanh ra, có sanh ra thời phải có cái gì? Có lão, có bệnh. Cuộc đời này chúng ta còn muốn sống thì phải có cái tử, phải tham sống sợ chết thì tiếp tục có cái sống cho ta. Nó là một cái sự đổ dài liên tục. Dù có việc lớn tuổi cũng nhớ một điều này, chết là một sự thay đổi cái áo, cái mạng sống của mình. Nhưng không phải là chết là người, chúng ta đang là người, chết là người tiếp tục nữa. Cái đó tùy theo cái duyên phúc của mình, tùy theo cái duyên phận của mình. Mà Đức Phật kể ví dụ trong kinh Sừng Bò, đó là cái người thật sanh về thiên giới, hay là về cõi lạc, về cõi vui, như là cõi người, hay là cõi trời, như là Sừng Bò. Người mà đọa xứ như là Lâm Bò. Chúng ta phải nhớ như vậy. Tức là cái điều là chúng ta được sanh về cõi lạc nó rất là hạn ngũ, mà cái điều ác để chúng sanh đọa xứ làm địa ngục bằng sanh ra tu la ngạ quỷ thì rất là nhiều. Đây là cái sự thật, đó là sự thật mà không bao giờ thay đổi được. Cho nên
Khi chúng ta biết được rồi, chúng ta sẽ già, rồi chúng ta sẽ bệnh, rồi chúng ta sẽ chết. Chúng ta không có nhiều ân oán, chúng ta không có nhiều nối tiếp, chúng ta không có nhiều hy vọng. Tất cả sự thật ra nói không phải là cái điều gì mà nó đặc biệt hay là cái gì. Quả thực cuộc đời này là một quán trọ, mà tất cả chúng ta dừng chân ở quán trọ cuộc đời này. Có nghĩa là cái quán trọ là phải đi ra, ghé vào quán trọ cuộc đời. Hôm nay ở trọ trần gian, 10 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, cho tới 100 tuổi. Ở trọ 100 năm, ở trọ 90 năm, 99 năm, mà cứ giảm lần hay là nó như thế thôi. Chứ bây giờ, ở trọ, ai cũng muốn tới 100 tuổi, có được không? Rất là khó. Ai cũng muốn 70 được không? Rất là khó. Ai cũng muốn 80 được không? Khó đúng lắm. Sống tới 80, 70 đã là khó tìm. Tới 80 nó quá khó. Và tới 90 thật sự rất ít có. Và 100 thì có rất hay có 1, 2. Chứ còn không có nữa. Qua chúng ta đi đến một cái tỉnh xá đó, chúng tôi gặp một cái vị sư bà. Hôm nay là 101 tuổi, cũng hay. Rồi cách đây khoảng chừng 1 tháng, chúng tôi cũng gặp một vị sư bà của 101 tuổi. Đó là hiệp hội được nhà nước cấp một cái bằng tuổi thọ, được nhà nước cấp cái bằng tuổi thọ đáng được ghi nhớ, đáng được trân trọng, trân quý. Những cái thứ việc cái đó rất là ít. Thì chúng ta thấy sự thật ở trong cuộc đời rất là khó sống thọ. Rất là dễ chết. Nhưng chúng ta thấy kịch bệnh dịch nó đi qua, chết không biết bao nhiêu người. Chứ không phải chúng ta già chúng ta mới chết, rồi chúng ta già chúng ta mới bệnh. Trẻ cũng chết, già cũng chết. Nếu như biết rằng già trẻ gì cũng chết, cho nên chúng ta biết trân, chúng ta giữ gìn trân quý cái mạng sống này, giữ gìn cái mạng sống này để chúng ta làm các công đức thiện sự. Rồi tất cả phải chia lìa nhau, không sớm thì muộn. Cha mẹ phải ra đi, không gặp gỡ các con các cháu nữa. Rồi chồng vợ lần lần rồi cũng sẽ ra đi. Rồi anh em rồi cũng sẽ chia tay nhau. Đó là sự thật. Những lúc chúng tôi thắp hương ở bàn thờ xong, chúng tôi qua thắp hương sư trưởng, sư thầy, và chúng tôi thắp hương cho chúng tôi nghĩ, à, lạ ha. Bây giờ đâu còn bọn với anh em nữa. Tôi nhìn những cái đám lễ tay tăng của những sư huynh đệ, chúng tôi nghĩ họ bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Bây giờ mình còn ở đây, mà những người đã đi rồi chưa biết ai sẽ đi ra nữa. Nhưng điều cái đó chúng ta không muốn. Nhưng muốn hay không muốn, nó vẫn tới, nó vẫn đến. Đó là sự thật. Khi biết như vậy thì chúng ta biết, biết buông bỏ, biết xả đi, biết buông bỏ, biết làm hành ra trong cuộc đời này. Bởi vì cái thưa quý vị, chúng ta ra đi đến đây không có nắm cái gì hết. Ra đi cũng chẳng đem theo cái gì là của cải, tiền bạc, vợ chồng, con cái gì đâu. Có ai đem con, có ai đem vợ, có ai đem theo những cái gì theo đâu. Chết là không hít vào là chết, đúng không? Hít vào mặc luôn, không thở ra cùng chết. Đó. Và cuối cùng chỉ đem theo cái gì? Đem theo cái điều thiện, đem theo cái điều ác, thế thôi. Đó là hành trang của tất cả chúng ta, là những cái việc thiện, những cái việc làm. Nếu như chúng ta không biết trân quý nó thì theo như chúng ta đã đánh mất. Cho nên vì vậy những cái việc làm của quý Phật tử, từ cái việc học pháp, từ cái việc nghe pháp, từ cái việc làm phước, từ cái việc cúng dường, từ cái từng việc mà chúng ta công quả, từng cái
lời chúng ta đọc kinh tiếng kệ, từng cái mà chúng ta ngồi thiền để tâm được chánh niệm, để tâm được chánh định trụ, và tâm chúng ta quan hỷ trong mọi thiền sự, khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta học Phật pháp và khi chúng ta thực hành pháp, thì đó chính là những cái điều lành, những cái quả tốt để chúng ta mang theo ở đời sau. Bởi vì trong cuộc đời này nó là như thế. Punya nipadalo kasmin patitha hotipanina, chỉ có phước lành là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở ngày sau. Nếu như chúng ta không có phước lành thì đời sau chúng ta sinh ra chúng ta rơi vào khổ cảnh. Nếu như có duyên phước bỏ sinh lại làm người, chúng ta bị thua thiệt. Sở dĩ mà sinh ra trong cuộc đời mỗi con người là mỗi hoàn cảnh mà cuộc đời cho là đời con người là mỗi cái số phận, thì theo Phật pháp không dạy số phận, nhưng Phật pháp dạy do mỗi con người có cái nghiệp riêng của mình. Chị em với nhau, chị khác em khác, anh khác em khác. Khác đó là cái gì? Khác cái nghiệp của mình, khác cái nghiệp của mình, thưa quý vị, chứ không bao giờ giống nhau được. Và chính vì không giống nhau được cho nên tất cả chúng ta sẽ có được nhiều cái điều tốt hay là cái điều xấu là do chính mình tự tạo. Và cái Đức Phật này dạy chúng ta đừng có chấp thủ cái xác thân này, nó là giả, nó là không thật. Để làm gì? Để chúng ta có cái tâm ly tham, để chúng ta có cái tâm nhàm chán ở trong cuộc đời. Bởi vì rồi tất cả chúng ta mơ mộng cuộc đời này, dẫu cho cái thành tựu bao nhiêu là nhà lầu xe hơi vàng bạc của báu, bao nhiêu là đất đai, những cái thứ việc đó chính là cái gì? Giấc mộng. Khi chúng ta chết rồi không có đem theo, cho nên không dạy gì mà chúng ta sẽ làm những cái điều mà hết sức là ác xấu để chúng ta phải trả cái quả lớn. Cho nên vì vậy chúng ta thực hiện các cái việc làm cái việc tốt, đây chính là cái điều cần thiết nhất. Mỗi ngày chúng ta cố gắng tạo những công đức như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, cung kính phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, thủy công đức, ngữ công đức, cải chánh tri kiến. Hay chúng ta không làm các cái việc ác, luôn luôn thực hiện các cái việc lành, chúng ta trao dồi cái tâm ý của mình được trong sạch. Thì đây chính là lời dạy của chư Phật. Chư Phật ba đời đã dạy như vậy. Mà kiếp con người biết đi tham, biết đoạn nghiệp, từ chỗ đi tham chúng ta không còn bị nhiều dính mắc, và biết tha thứ, biết buông bỏ, biết thương mình, biết chăm sóc mình, thì tất cả chúng ta sẽ được cái sự an lạc, sẽ được cái sự tốt đẹp. Hôm nay là cái ngày sắp có cuối năm, cũng là còn 14 ngày nữa thôi. Năm nay hình như là 29 tháng thiếu và chúng ta bước sang cùng bộ, cũng là cái giờ điểm cuối. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đã là điểm cuối của cuộc đời, cho nên chúng ta biết trân quý những gì chúng ta đang sống. Và thật là may mắn khi tất cả chúng ta còn hữu duyên để gặp lại nhau. Có thể qua năm sau giữa chúng tôi và quý vị không còn gặp nhau nữa. Do cái gì? Do cái sự vô thường, do cái sự hữu hảo, do cái sự vô ngã. Cái pháp tam tướng cuộc đời này nó sẽ chia phối chúng ta. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, gây dữ thì chịu khổ, ngày đêm nó qua mau lẹ. Và cuối cùng ta phải ra đi. Mà nếu như ra đi, trong tay ta hành trang không có gì thì đó là một sự thua thiệt. Mà ra đi, chúng ta biết nắm bắt, biết cầm nắm, gìn giữ những cái hành trang, đó là cái điều tốt đẹp nhất. Và kính thưa tổng thống quý vị, chúng tôi sẽ có đôi điều mong rằng tất cả chúng ta cũng như buông bỏ những gì mình bỏ nhất một năm qua đã làm cho chúng ta thống thiết khổ đau vô cùng, từ thể xác lẫn cái tinh thần, và cảm thấy cuộc đời rất là bất ổn,
đúng không? Lúc đó tiền có được chỗ cho có tiền có bạc á, còn có mai luôn cũng không làm được gì. Có phải không quý vị? Mà chính là cái gì? Lúc đó nó chỉ có cái phước duyên thôi. Và lúc đó có cái gì? Có cái sức khỏe, có cái sự cẩn trọng và có cái phước duyên thì chúng ta vượt qua. Còn nếu như thiếu phước duyên thì chúng ta đã kết thúc. Cho nên mới thấy được rằng cái kiếp sống này, cái mạng sống này, cái sự sống này nó rất mong manh. Thần chết gọi ta bất cứ lúc nào, chứ không phải là già mới chết hết. Mà ai cũng nghĩ rằng luôn luôn hứa hẹn để mai mốt mình mới làm. Thôi kệ đi, từ từ mình mới học, để từ từ mình mới tu. Thôi coi như bây giờ mình đang bận rộn quá, phải hứa cho nhiều đi, rồi có làm nổi hay không? Đến khi tới tuổi già, hay là chết trước khi thực hiện cái lời hứa, là cái nghiệp của chúng sinh là thế đó. Dạ. Thì hôm nay xin có đôi điều là một cái sự chia sẻ, là một cái sự gửi tới cho quý vị. Mong tất cả chúng ta được nhiều cái sự thịnh đạt ở những cái ngày tới, ở những cái thời gian sau, và đặc biệt là chúng ta biết trân quý cái mạng sống này để chúng ta làm các thiện sự. Biết là tấm thân nó giả tạo, biết là cái tấm thân nó vô thường, nhưng nếu như chúng ta biết trân quý thì chúng ta làm nhiều việc làm cũng như câu phật cú. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử tạo nhiều điều phúc lành. Như thế thì kính chúc quý vị luôn luôn được an lạc, cát tường luôn luôn gặp nhiều thuận may ở trong đời sống. Chúng tôi trong những thời gian tới đây, khi chúng ta kính dân Phật Phước Lành được đại diện tất cả đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chư pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Hoàng Nghiêm, tại chùa Bổ Đức, các vị là giác linh, chân linh, khí linh, quý vị người tại chùa Bổ Đức, chùa Hoàng Nghiêm, xin tất cả quan nghĩ và công đức này mà hầu được an lạc nơi cảnh giới thế sức của mình, cũng hướng nguyện phần công đức này đến các bậc thầy tổ, các bậc quý thuộc đã quá vãng. Xin tất cả được ân thiên công đức và hầu an lạc nơi cảnh giới thế sinh. Mong cho tất cả chúng ta luôn luôn biết niệm thường về cái bệnh, về cái già và về cái chết, để tất cả chúng ta hiểu biết được cái sự sanh, sự diệt của chân và sanh này, để cuối cùng được an lạc được tới quá trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nên thế lòng thành kính ta, vui lòng làm lễ vi cần cưỡi chân đức Phật. Quý vị chờ chút xíu, chúng tôi sẽ chúc phúc luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.